Ngoài kia đang có ba em đang lên các bạn nhé. Gió siêu mạnh luôn. Đây, mình với Bảo Khánh đi 9 phát các bạn nhé. Rồi, ra bãi rồi các bạn nhé. Thử chơi diều 4 mét cá bẹn các bạn nhé. Trời gió bão các bạn. Ui ui. Kinh quá. Đây là Bảo Khánh các bạn nhé. Anh giật. Xem gió bão có ấy được không. Ngoài này thì có mấy em đang lên các bạn nhé. Khánh giật lại các bạn nhé. Cầm dây các bạn nhé. Khánh đập. Đấy, gió khá to luôn các bạn nhé. Cười to luôn. Cảm ơn Khánh nha. Đem con cây cho mình. Nãy làm gọn rồi mà rồi làm lên đẹp căng biết đều gió nó đánh đổ luôn. Giật lên đoạn cao này đi Khánh. Rồi chờ đỡ Khánh từ từ cho diều lên cao đi. Mạnh lắm mà. Gió to quá nên không lên cao được các bạn nhé. Không thể lên đứng được.
Nặng lắm ạ. Giờ này thì không gãy rồi các bạn ạ. Vậy mình cũng xin kết thúc video ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem, xin một like, một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau các bạn nhé.